Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một thành phần linh kiện quan trọng, thế nhưng anh em lại thường xuyên bỏ qua khi mua hoặc là không chú ý tới, đó chính là nguồn. Nguồn ở trong PC đóng vai trò như trái tim của hệ thống để có thể cung cấp điện năng cho những thành phần trong PC như CPU, GPU để có thể hoạt động được ổn định. Thì khi mua nguồn, anh em thường quan tâm đến yếu tố bộ nguồn, đó chính là có dòng chữ 80+. Vậy thì 80+ là gì và có quyết định được cái chất lượng của bộ nguồn hay là không? Thì để giúp anh em có thể hiểu rõ hơn, thì với một bộ PC cơ bản thì khi mà anh em sử dụng thì chúng ta không thể nào dùng một cái dây điện và cắm trực tiếp vào những thành phần linh kiện xung quanh được. Điện từ lưới là cái điện xoay chiều, điện xoay chiều anh em cắm vào tốc khói luôn. Thế nên chúng ta sẽ cần phải chuyển đổi thông qua một cái bộ chuyển đổi ở bên trong bộ nguồn từ điện xoay chiều thành điện một chiều thì mới có thể sử dụng được. Vậy thì trong cái quá trình chuyển đổi đấy thì sẽ sinh ra cái hao phí. Cái hao phí đấy chính là cái hao phí về nhiệt năng. Điện năng khi chuyển đổi thì sinh ra nhiệt năng và cái hao phí đó rất lớn. Thông thường những bộ nguồn cơ bản thì sẽ có mức hao phí là khoảng 30%. Tức là với một bộ nguồn để sản xuất ra được 500W thì có thể tiêu thụ tới 650W điện, tức là chúng ta đã lãng phí đi 150W. Và vì thế cái chuẩn 80 Plus đã ra đời. Thì chuẩn 80 Plus thì dùng để đo đạc hao phí hoặc là cái công suất chuyển đổi của bộ nguồn. Ở trên thị trường thì có khá là nhiều chuẩn 80 Plus, thế nên mình sẽ xét trên khía cạnh là những cái chuẩn 80 Plus phổ biến và full load sử dụng điện 230V như ở Việt Nam. Với chuẩn đầu tiên là chuẩn 80 Plus Wide, chúng ta sẽ đo đạc đúng chính xác với chuyển đổi công suất là 80% điện năng, với chuyển đổi cao hơn là Brown thì là 82%. Tương tự như vậy thì với Silver là 85%, Gold 87%, Platinum là 89% và cao nhất là Titanium 90%. Những con số ở trên thì thực tế chúng ta sẽ đóng vai trò tham khảo là chính. Thì mỗi một hãng thì sẽ có những cách tính và tinh chỉnh riêng. Thế nhưng tối thiểu chúng ta vẫn sẽ có được những con số đó. Cũng chính vì thế khi mà chúng ta mua một bộ nguồn, anh em nhìn vào cái dòng chữ 80 Plus thì anh em khẳng định luôn thì đấy là bộ nguồn chất lượng. Bởi vì đấy, công suất chuyển đổi của nó cao như vậy mà. Nếu như chúng ta nói chính xác đi về mặt lý thuyết thì cái chuẩn 80 Plus sẽ không quyết định được chất lượng của bộ nguồn, bởi vì cái chuẩn này dùng để xem cái công suất chuyển đổi. Trong khi chúng ta muốn biết được cái bộ nguồn đấy có chất lượng hay không thì cần phải xem xét vào yếu tố bên trong như là dây dẫn, mạch tụ chuyển đổi, cái thành phần linh kiện cấu tạo bên ngoài có tốt hay không thì mới có thể nói được. Thế nhưng nếu như nhìn sang một khía cạnh khác, chúng ta nhìn về cái khía cạnh thực tế đi, thì với một bộ nguồn có chất lượng kém thì không hãng nào lại mang đi tiêu chuẩn để nhét vào một bộ nguồn có chất lượng kém cả. Thay vào đó thì những bộ nguồn có chất lượng gọi là tốt đi thì họ sẽ cố gắng để nhét thêm những cái chuẩn chuyển đổi có cái chất lượng cao vào để làm cho bộ nguồn chúng ta có cái giá trị về mặt thị giác này, suy nghĩ cũng tốt hơn. Vậy là anh em đã hiểu sơ qua được cái chuẩn 80 Plus là gì. Nguồn có chuẩn 80 Plus chưa chắc đã xịn, thế nhưng nguồn xịn thì chắc chắn sẽ có chuẩn 80 Plus. Ở trong video tiếp theo thì mình sẽ giúp cho anh em phân biệt được nguồn có công suất thực là như thế nào khi mà chúng ta chọn mua nguồn. Hẹn gặp lại anh em ở trong video tiếp theo.